Mọi người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ là gặp pháp đại thù thắng. Có khi những đức ngồi mà những đức trong lòng mình rất là mừng. Mừng là mình gặp được Phật pháp, mà gặp ngay pháp môn niệm Phật, rồi mình lại tin pháp môn niệm Phật và chân thật hành trì pháp môn niệm Phật. Mình tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui sướng. Sau đó những đức nói với mình rằng nếu như cuộc đời của mình mà không gặp Phật pháp, không gặp ngay pháp môn tịnh độ, thí dụ như gặp Phật pháp mà gặp các pháp khác, có khi những đức cũng không tu được. Có khi bây giờ cũng lông nhông, hoặc là đi tìm cơm ăn áo bặn vậy thôi. Rất là mừng là mình gặp ngay tịnh độ mình lại tin và niệm có Phật hiệu xuyên suốt mười mấy năm. Rồi bây giờ những ngày tháng mình sống, sống những ngày tháng có ý nghĩa, giống như thay đổi số mệnh cuộc đời luôn quý vị. Thay đổi số mệnh cuộc đời luôn. Rồi nhiều việc mình thông được cái tâm, gặp sự cố gì, sự buồn phiền gì, những đức thấy rõ ràng là nhờ cái công đức niệm Phật mà giải tỏa rất là mau. Giống như mỗi ngày những đức thường cởi mở cho người khác, rồi bản thân của mình cái quả báo nó cũng là gặp sự cố gì cái là tự nhiên bản thân mình cởi mở rất là mau. Quý vị biết rằng là mỗi ngày mình niệm Phật thì giống như mình luyện binh vậy. Đến lúc mà giống như giặc đến cái là tự nhiên cái đội binh hùng hậu này ra trận thì không có chuyện gì xảy ra. Nên có nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này giống như mỗi ngày chúng ta không có lo gì cái việc sanh tử đâu quý vị. Nhưng khi sanh tử đến bất ngờ một cái, trở tay không kịp. Rất là nhiều người nghe đến việc sanh tử là họ bỏ đi, không có nghe. Nhưng mà cái việc này là cái việc mà không ai tránh khỏi. Không ai tránh khỏi. Nên mỗi một người nên siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật. Những đức nói rằng quý vị chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố là không bao giờ bị giải đãi niệm Phật. Vì quý vị đã biết được niệm Phật là lợi ích lớn, có Phật hiệu là thù thắng. Quý vị chỉ cần nhận thức chỗ này sâu sắc, không có bao giờ mà quý vị đi giải đãi niệm Phật. Dù là không có lên chánh điện nhiều, nhưng mà quý vị sẽ siêng niệm Phật liền. Tại vì đi đứng nằm ngồi quý vị sẽ niệm Phật. Đại lão và Thượng Chí Tịnh ngày lúc còn tại thế, ngài nói là một câu rằng là có khi quý vị mót mà nó còn hơn chín. Còn ngài mới ví dụ ngày xưa ở miền Tây có nhiều gia đình ta đâu có đất gì đâu, mà gia đình người ta toàn đi mót lúa không, mót đậu mót bắp. Vậy mà cả gia đình người ta được nuôi sống đầy đủ, có khi còn đầy đủ hơn gia đình có đất đai. Thì ngài nói rằng nếu như cái người niệm Phật mà siêng năng niệm Phật, cái người làm thiện mà siêng năng làm thiện, dù là từng chút, nhưng khi nó hội tụ rồi nó còn lớn lao hơn là những cái thờ tu chính của mình. Nên có nhiều người mình lên hai thờ, nhưng mà những ngày thờ kia mình giải đãi, không chịu siêng năng niệm Phật. Còn có những người, người ta chỉ có đường thờ lên thờ chính, nhưng mà đi đứng nằm ngồi người ta đều siêng niệm Phật. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, bật đều niệm Phật. Sáng thức dậy là người ta khởi đề niệm Phật, tối chuẩn bị đi ngủ là người ta thầm niệm Phật để dỗ dắt. Mỗi chỗ mỗi nơi của người ta ở đều có để máy niệm Phật.
đi đứng nằm ngồi đều đeo máy niệm Phật để nhắc nhở mình niệm Phật. Người mà siêng niệm Phật gì quý vị? Bốn thời bị lên trên điện tu bây giờ có không bằng người ta siêng niệm Phật gì nữa. Tại vì người ta đi đứng nằm ngồi ta đều siêng niệm Phật mỗi giờ mỗi lúc. Người ta đều nhắc nhở người ta niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Vì cái công đức niệm Phật rất đặc biệt. Người mà siêng niệm Phật thì chắc chắn rằng khi bị gặp chuyện buồn, sự cố gì quý vị sẽ giải tỏa rất là mau, cực kỳ mau luôn. Còn thường ngày mình không niệm Phật nên mình gặp sự cố này kia là mình lãnh đủ. Nên á, chiếc máy bấm số này mót niệm Phật hay lắm. Vì mình cầm mình sẽ bấm niệm Phật à. Cứ ai với là Phật bấm, ai với là Phật bấm, ai với là Phật bấm. Vì nhớ mình dùng đa dạng phương tiện để mình dẫn dắt người ta niệm Phật, chỉ dẫn người ta niệm Phật. Thí dụ như quý vị thấy, để ý những đức khuyên vị niệm Phật, phương pháp niệm địa chung lễ Phật thì những đức cứ động viên ngay chỗ đó. Phương pháp bấm số niệm Phật thì những đức cứ động viên ngay chỗ đó à. Những phương tiện toàn là niệm Phật không à. Rồi những đức đeo máy niệm Phật thì những đức khuyên vị đeo máy niệm Phật. Rồi mỗi ngày giảng pháp để khuyên chuyên về niệm Phật luôn, thì quý vị mỗi ngày nghe pháp chuyên về niệm Phật. Nó có thay đổi về hình thức để khuyên người niệm Phật, nhưng mà thật chất là mục tiêu chỉ có phiên niệm Phật không. Cái này mới là cái đặc biệt này. Khi mỗi ngày mình được nghe gì rồi, tự nhiên cái tâm mà niệm Phật của mình nó hưng khởi. Cái tâm tính nguyện niệm Phật nó hưng khởi lên liền, nó hưng khởi lên. Còn nếu như bây giờ mình cũng khuyên niệm Phật mà mình dẫn dắt dòng do tam quốc tùm lum tùm la, thì có khi người ta đi lạc lối luôn, mất phương hướng. Nên nhất là những người lớn tuổi, người già, mục tiêu là mình dạy người ta niệm Phật, dùng đa dạng phương tiện để dạy người ta niệm Phật. Chỗ này là hay nhất. Ví dụ như giờ ta cầm ta cái máy bấm số, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Có người hỏi nhà Đức, giờ con niệm Phật con không hiểu gì nhiều, mà con giảng siêng niệm Phật được lợi ích không thầy? Nhà Đức nói 100% được lợi ích. Vì niệm Phật không hiểu gì chứ, giống như ông già bà cả năm xưa, người ta dạy cho niệm Phật có biết gì đâu, cứ già dặn niệm Phật vậy mà cuối cùng biết cái giờ giảng sanh. Gọi là lòng tin chân thật, lòng tin trong sạch, không có cái nghi ngờ gì một chút trong đó chứ. Thì bây giờ quý vị coi, bé Liên Tịnh 11 tuổi, vì sao bé ra đi thù thắng như vậy? Nhiều người tu mấy chục năm mà cũng không bằng cháu. Cháu tại sao được thù thắng gì? Vì lòng tin trong sạch. Nhưng Đức khuyên cháu niệm Phật, chú nghe lời chân thật cháu niệm Phật. Cháu có lo niệm Phật không à? Đây là tấm gương mà chúng ta phải học. Mình thì chưa chân thật niệm Phật nên mình còn nghi ngờ tùm lum thứ. Khi già cả lớn tuổi nhưng mà mình còn kiếm sách này sách kia sách nọ mà đọc lùm lùm, mình không chịu già dặn lão thật niệm Phật. Quý vị nghĩ đi, cuối cuộc đời quý vị muốn giảng sanh về cực lạc là niệm cái gì? Phải niệm Phật không? Niệm Phật. Vậy thì cuối cuộc đời là niệm Phật, tại sao lúc bình thường không niệm Phật? Lúc bình thường thì mình cứ chân thật mình niệm Phật đi, giống như luyện một đội binh này, lúc bất cứ lúc nào thì đội binh này dặn là ra tay được. Lúc bình thường á mình tứ tung lang tan chứ, thì cái lúc cặn tử nghiệp sao mình niệm Phật đây? Nên cái việc tín nguyện niệm Phật gây dựng cực kỳ quan trọng. Mục tiêu chúng ta là đời này phải giảng sanh cực lạc, mà muốn giảng sanh thì phải niệm Phật. Nên đi đứng nằm ngồi cầm chiếc máy bấm số, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật rồi bấm, ai với Đà Phật rồi bấm, ai với Đà Phật bấm. Cứ gì siêng năng niệm Phật. Người mà siêng niệm Phật rồi mỗi lúc mỗi nơi mỗi chỗ người ta sẽ tự niệm Phật. Biết được niệm Phật này là ích thù thắng đi, mỗi nơi mình sẽ niệm Phật. Cái người mà giải đãi niệm Phật là không biết được cái công dụng lợi ích của pháp môn tịnh độ. Niệm Phật này nên người ta giải đãi. Nên cái người mà đã biết được niệm Phật thù thắng, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ giải đãi, 100% luôn. Nên mỗi một người mình phải động viên nhau để mà siêng niệm Phật. Quý vị biết rằng là mỗi ngày mình nín thở chết một hai lần
thí nghiệm. Rồi quý vị coi người thân nào, tiền bạc vật chất nào để mua sự sống cho chúng ta lúc đó? Không có được cái gì chứ. Nếu như lúc này mà không có sự nương tựa ai với Đạo Phật thì cuộc đời mình cứ như tiêu. Không nương tựa ai với Đạo Phật là tiêu rồi. Nên như Đức khuyên quý vị mỗi ngày nín thở giống như gần chết một hai lần. Để làm chi? Để bản thân của mình dũng mãnh tinh tấn, nhìn được sâu sắc, nhìn thấu cuộc đời này. Khi mình cạn tử nghiệp mình không nương vào ai được chứ. Người ta hộ niệm hộ chứ mình bây giờ nằm im nằm đơ đó mình được lợi ích gì? Nên bây giờ mình không gầy dựng thì cuối cuộc đời mình tiêu rồi. Bây giờ phải gầy dựng. Bây giờ gầy dựng cho cực kỳ mạnh. Đối với môn tịnh độ thì thù thắng vô cùng. Nên mỗi một người mình gặp môn tịnh độ này cũng như bản thân những đức gặp tịnh độ, từ khi gặp là niệm Phật luôn tới giờ. Dù trải qua thời gian mười mấy năm, bao nhiêu sự thay đổi, nhưng mà cái tâm mình không bao giờ thay đổi ai với Đạo Phật. Lúc nào cũng cầu Ngài nhiếp thọ, lúc nào cũng cầu Ngài gia trì cho mình tín nguyện kiên cố cả đời. Muốn cảm ứng thì bản thân mình nên siêng năng niệm Phật. Nên tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, quý vị nhớ, mình là người gặp Phật Pháp, gặp ngay tịnh độ. Bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời này xảy ra với chúng ta là ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Hoặc là Nam Mô với Đạo Phật, Nam Mô với Đạo Phật. Cứ như vậy mà niệm. Thường ngày bị đã thường niệm như vậy rồi thì bất cứ sự cố gì đến với mình cái là tức khắc đời sướng có Phật hiệu liền. Mà niệm lên có Phật hiệu cái là thấy bình an. Và Thượng Tiên Quá Ngài nói một câu, vì nhìn mỗi ngày tôi vui như vậy là nhờ tôi niệm Phật đó. Những đức cũng nói một câu, vì thấy lúc nào những đức cũng thường có năng lượng an lạc vui vẻ là từ đâu? Niệm Phật đó. 100% những đức là một câu Phật hiệu chân thật niệm. Đi đứng nằm ngồi nhớ Phật là niệm liền. Những đức vừa nhắc chỗ này dù 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, 100 năm sau chẳng nữa, nghe một cái là mình đời sướng sao. Vừa nghe một cái là ai vậy đó Phật, 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 ai vậy đó Phật. Vừa nghe cái là niệm Phật liền. Chờ gì nữa? Vừa nghe bài pháp gì cái là tự nhiên đề xướng niệm Phật liền. Thì trong lúc đó tức khắc bị nhớ niệm Phật liền. Vì chờ gì nữa giờ? Nghe chơi chơi làm gì? Dù quý vị nghe pháp ai giảng gì vừa nhắc tới chữ niệm Phật là quý vị ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật. Niệm một câu lợi ích một câu liền. Nhớ niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên vừa nghe gì cái là đề xướng niệm Phật liền. Người trong chùa làm bất cứ việc gì trong ngôi tam bảo nên đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Nhiều cô ở bên chùa mới, khi các cô làm việc các cô đeo cái máy niệm Phật treo ngay lỗ tai luôn, làm gì làm cứ lay quay cái nhắc mình, nhắc mình vừa nghe câu Phật hiệu cái là đề xướng niệm Phật liền. Ai cười mình mặc kệ, mình cứ chỉ cần niệm Phật được là được. Nên quanh năm suốt tháng vì sao những đức ở trong chùa không tiện bề niệm Phật hết. Những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói rằng thời gian mình đi tu mười mấy năm nay bao nhiêu sự thăng trầm, lúc lên lúc xuống, lúc thành lúc bại, thí dụ cũng trải qua những thời gian ấy, thờ hoàng kim của cuộc đời khi ở trong chùa. Mình bây giờ đối với danh lợi bản thân mình không còn đặt vấn đề nặng nề nữa. Tại vì sao? Mình đã từng trải qua những giai đoạn đó hết rồi. Thí dụ như có những người ta muốn làm một cái gì đó nó hoành tráng, xa xỉ hoành tráng, để giống như là
ta cầu cái danh cái lợi. Nhưng bản thân mỗi người chúng ta quyết tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, thì những việc này mình không có đặt vấn đề nặng nề. Danh lợi nó là phù du thưa quý vị. Biết dùng nó thì nó trở thành thiện căn công đức. Nhưng nếu đeo bám theo nó mà không lo tín nguyện niệm Phật thì cuộc đời mình tiêu. Có những người mình đi vòng vo tam quốc, đi đầu này đi đầu nọ đi đầu kia, mỗi khi mình bệnh đau cái là nhắc nhở mình, ô đi làm đầu này đầu nọ đầu kia, đi từ thiện đầu này đầu kia đầu nọ, cuối cùng bây giờ bệnh đau một mình nằm chơi dớ, bản thân mình không niệm Phật được thì mình chịu mình. Nên mỗi lần bệnh đau đó là cái góc độ sâu sắc nhất để nhắc nhở chúng ta phải tinh tấn niệm Phật. Mỗi lần cảm xúc ho hen nhức đầu đau bụng đều phải nhắc nhở mình siêng năng niệm Phật. Khi cơ thể bệnh đau là hoàn toàn mình chịu một mình, có ai giúp được mình đâu quý vị, có ai giúp được mình đâu. Mà mình bây giờ không siêng năng niệm Phật phải mình dạy không? Mình dạy khờ quá. Có những người chúng ta đi khuyên người ta niệm Phật nhưng mình lại không niệm Phật. Khuyên người ta nhìn thấu buông xuống nhưng mình lại tình chấp còn nặng hơn người. Nên hồi tối những đức nói với mấy anh em sống trong chùa, những đức nói một câu này, những đức nhắc mấy anh em trong chùa mình thôi, mấy anh em nhớ, mình gặp Phật pháp mà bây giờ mình không làm việc gì lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ những đức hỏi mấy anh em ngoài đời, mấy anh em đi làm công cho người ta, làm nhiều thì người ta trả tiền nhiều, làm ít ta trả tiền ít, còn không làm mà mấy anh em cứ ăn không, nghĩ thì sao? Không làm được lợi ích gì chứ mà dùng không à, nghĩ sao? Thì giống như mình đi mượn lương mình ăn vậy đó, thì mình cuối cùng cũng phải còng lưng mà trả cho người ta thôi. Đã là mượn thì phải trả thôi. Nên những đức nhắc mấy anh em trong chùa, những đức nói rằng bây giờ mấy anh em được vào ngôi Tam Bảo xuất gia tu, rất là may mắn mấy anh em gặp được một ngôi chùa nuôi người già nên có việc làm, rồi mỗi ngày phục vụ đại chúng. Mình nhận 3 buổi cơm việc này được. Còn nếu như mỗi ngày mấy anh em đi kiếm cơm ăn áo bận, không làm được việc lợi ích gì trong Phật pháp chứ, mà mấy anh em nhận là kẹt lắm. Một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Không phải Phật hù mình mà Phật nhắc mình phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu hành để cầu giải thoát. Cái gì nó cũng có cái giá nó chứ. Bây giờ người ta đưa cho mình dùng mà mình không làm được việc gì lợi ích cho người ta thì mình phải chịu quả báo chứ. Việc này là 100% rồi. Nên mỗi một người vô chùa mà mình được sự nhắc nhở này, mình cũng siêng năng tu hành, siêng năng tinh tấn. Lúc có việc thì nhiệt tình làm, lúc rảnh cái là đề xướng niệm Phật liền. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mình mà siêng năng niệm Phật gì thì là mình cảm giác được pháp môn tịnh độ thù thắng, sẽ tự tinh tấn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng quý vị. Nhiều người đi vòng vo tam quốc, họ đến đây họ gặp những đứa con nói, ô thầy ở một nơi mà tại sao nhiều người gì người ta nghe thầy giảng pháp này kia được, thì làm được bao nhiêu chuyện Phật sự. Nhưng đức nói nhờ niệm Phật, chỉ ngay cái công đức niệm Phật thôi mà giúp mình an tâm, giúp mình bình tĩnh. Có người an tâm mà bình tĩnh thì vì biết tâm an thì cảnh an, tâm vui thì cảnh vui. An vui rồi thì có người bình tĩnh chứ sao quý vị. Nên mỗi ngày vì sao những đức khuyến vị nín thở gần chết một hai lần đến chi, để nhắc nhở mình là cuối cùng cái ý niệm, cuối cùng là ý niệm gì. Thí dụ như giờ quý vị ý niệm gì, gia đình, vợ con, chồng con, của cải, danh tiếng, bây giờ một hơi thở thở ra không hít vào, chăng thật mà nói chúng ta có cầm gì theo được không?
có cầm gì theo được không? Không. Vậy thì bây giờ mình tập mỗi ngày mình gần chết một hai lần để mình ý niệm ai với là Phật cầu Phật tiếp dẫn. Cứ ý niệm ai với là Phật cầu Phật tiếp dẫn, cứ như vậy mà làm. Siêng năng mà làm gì thì quý vị nghĩ đi. Khi cuối cuộc đời chúng ta không còn hụt hẳn gì. Vì con đường này mỗi ngày mình đều đi qua mà bây giờ còn gì mà không quen thuộc. Chỉ có cái là bất chợt đến với mình thì mình hụt hẳn. Chứ nếu như mỗi ngày mình đều luyện rồi, vậy thì khi cận tử nghiệp không có gì hụt hẳn. Cái này rất là quan trọng. Nên khi cận tử nghiệp con người càng phải bình tĩnh. Mà bình tĩnh được là nhìn được cái cuộc đời vô thường, ai cũng sẽ chết một lần. Rèn luyện từ bệnh đau này kia mà bình tĩnh, gần chết bình tĩnh niệm Phật. Vì thì cuối cuộc đời khi gần chết chúng ta sẽ không lôi kéo sự sống, mà chúng ta mục tiêu là niệm Phật cầu sanh cực lạc, thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh, thọ mạng hết được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Việc này là 100%. Nên mỗi một người niệm Phật nên dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, đừng nên giải đãi. Giải đãi uổng quá. Vì pháp môn tịnh độ là pháp môn giúp cho mình một đời thành Phật, mà mình đi giải đãi không niệm Phật thì quý vị nghĩ công nhận là mình quá thiệt thòi không? Nên tất cả người trong chùa phải siêng năng tinh tấn niệm Phật. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giáng sanh là việc của Phật làm. Đừng có chen vào việc của Phật làm, mình không có khả năng đó đâu. Hãy dũng mãnh tinh tấn, ai giải đãi kệ họ, mình cứ siêng năng niệm Phật. Siêng năng niệm Phật ít phiền não. Siêng năng niệm Phật cuộc sống đầy đủ. Cứ chân thật siêng năng niệm Phật, gặp một người khuyên một người, gặp hai người khuyên hai người. Nhiệt tình làm những việc ý nghĩa này, nó quá hay, đặc biệt vô cùng. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người gặp pháp môn tịnh độ tín nguyện cả đời niệm Phật. Dù nghe ai nói quyền diệu gì cũng không dao động được tâm ta. Cứ nắm chắc có Phật hiệu, siêng năng niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Chắc chắn khi cuối đời chúng ta, Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.